Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già dạ xin chia sẻ một chủ đề nói về con người số phận nghèo giàu thay đổi theo phước đức. Tiết Già dạ chia sẻ để các bạn biết rằng là ai trong chúng ta cũng muốn muốn giàu chứ không ai muốn nghèo. Mà giàu á thì nó quá khó luôn đúng không các bạn? Mà tại sao mà nghèo nó dễ dễ sợ luôn? Khai trương một cửa hàng coi như là mình hả tính toán dành dụm tất cả những gì đầu tư vô không biết bao nhiêu năm trời mà khi sập tiệm rồi hả trong vòng có mấy tháng là coi như là hả, nó đi lẹ dễ sợ luôn tiền kiếm thì khó mà xài ra thì rất là nhanh tại sao nó lạ lùng vậy con người số phận của chúng ta đó là nghèo giàu thay đổi theo cái sự phước đức của mình nói thật với các bạn rằng hồi xưa tiết già không có biết may là cũng à, có ông nhà đạo mà ba nói mà cũng không tin cứ đi chùa cứ cầu xin cứ xem bói cứ hạ à, học à, à, nghiên cứu tất cả những gì rồi hả à, học tới hạ à, nhân tướng học tất cả những gì hả tiết già đã học hết luôn rồi đúc kết lời cuối cùng là gì là coi như mình phải có phước mới có được cái sự sống trên trần gian mà cái này á là hả nếu như mình quên quên á các bạn cái này nói chung là ai cũng biết hết thì người ta nói có đức thì không sức mà ăn đó chứ không phải là không ai biết cái chuyện này nhưng mà hả nhiều khi mình quên quên đó các bạn công nhận không lo làm ăn rồi nhiều khi mình cứ suy nghĩ gì nè mình suy nghĩ á là hả làm sao mà hả ghét nhỏ nào là mình suy nghĩ mình làm hơn nhỏ đó hay là ghét cái cô nào cái anh nào đó cái mình hãy muốn cho người ta tiêu tan muốn cho người ta cũng như là hãy sập tiệm muốn tất cả những gì nó các bạn công nhận đây là một cái tâm lý gọi là cái sự mà hờn ghen hờn mát hờn giận rồi cái này á thì ai cũng có hết luôn chứ không phải là không nhưng mà tiết già từ xưa giờ phải nói thẳng là là chưa có nha các bạn không có muốn ai mà dù cho ghét cái người đó cũng vậy nó không bao giờ muốn người đó khổ đau hết á Ghét thì ha, mình đi chỗ khác chơi Rồi mình không có tiếp xúc Tại vì tiếp xúc với cái người mà nó bực mình Nó nặng nề thôi chứ trong lòng mình không có hại Đó cho nên ha Cuộc đời nó dớt dát lại Cái tuổi xế chiều nó cũng có được chén cơm đó các bạn Nó đỡ đỡ Chứ cái này là do Không phải là à, giống như mình muốn mà được Đây cũng là số phận của mình Nếu như á Mà mình á, biết trước á Thì mình học đạo học nhân tướng học Sớm càng sớm càng tốt để tránh khỏi cái sự mà gọi như là nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó quay lại rồi nó hại mình rồi giống như là cái phước đức mình á không có rồi cái số phận giàu nghèo của mình nó thay đổi theo cái chiều hướng phước đức khi mình hết phước rồi đó hán các bạn biết sao không bán cái gì cũng không có được mà buôn cái gì cũng không có được lấy chồng cũng không được luôn mà lấy vợ cũng không có hạnh phúc luôn có con hả sanh con ra cũng èo uột luôn tất cả những gì coi như là khi hết phước rồi là không có còn mà cái gì mà để nói hết nó bởi vì tại sao á hả có câu rằng hả đời coi như là hả cái cõi tạm này rất là vô thường đúng không các bạn cái gì nó đến nó đến nhanh dữ lắm mình bất ngờ dữ lắm luôn cho nên trong cuộc đời của tiết già nó trải qua phải nói thẳng là không lẽ nói là nguyên một cái gọi là một tràng luôn á các bạn ơi cái sự khổ đau trên trần gian là thiết già đã nếm rất rất là nhiều bị mắng bị chửi bị la bị cũng như là dùi dập bị hả đủ hết luôn đi đến đất nhật cũng vậy bị người ta khinh rẻ người ta nói người ta chửi mà người ta sỉ vả luôn đó các bạn nó từ cái chỗ đó cho nên hả càng sỉ vả mình chừng nào á là mình càng được phước nha các bạn nó lạ lùng vậy đó các bạn yên tâm đi bởi vì tại sao sống trên cái mặt trần gian này á đây là một cái trường thi cõi tạm để cho mình á mượn á để mình thi mình thi xong rồi cái cõi này không phải cõi chánh thức đâu cái cõi chánh thức của mình á là một cái cõi thiên liêng hàng sống của mình chứ không phải là cái cõi mà giống như là tạm bợ như ngày hôm nay cho nên ai cũng tranh đua bái nhảy hết các bạn thấy không ai cũng muốn hơn hết rồi làm sao Rồi ai hơn á Thì các bạn cứ kệ đi cười hết Đây là một cái sự thử thách cho nhân loại Nếu như á mà nhân loại nào á Mà kiểu như người ta hả cũng như là hả hiếp đáp mình nè Người ta muốn hơn thua mình đúng không các bạn Thì các bạn cười hết đi nó thật chứ các bạn ơi tiết già khó ốm lắm là cái chỗ này hồi đó giờ không bao giờ ốm được hết nó mập hoài à tại vì mình không có biết giận biết hờn mình chỉ có mình lâu lâu mình tức lên thôi nha các bạn tại vì mình tức như thế này mình tức ở trên cái cõi trần này tại sao người ta hơn thua như vậy nhiều khi nó có những cái sự mà ích kỷ hơn thua ganh ghét nó nó đơn giản như vậy mà tức giờ chỉ tức thôi chứ không có không có giận mà tức con cái gì mình biết là cái người mà người ta hại mình người ta hơn thua mình á là coi như là cái sự mà hả nghèo khổ cái sự mà tai họa nó ập tới cho cái người đó luôn đó các bạn biết trước như vậy mà biết làm sao bây giờ bây giờ mình làm sao mà uh, nếu như cái người nào hại mình á không lẽ giờ mình nói đừng có hại khổ lắm á mà mình nói chắc người ta cũng không có hiểu mà người ta không có chịu đâu nó khổ vậy đó cho nên nếu mà sự thật mà nói được thì hay tiết già cũng nói nữa nó không có à, dù cho mình ví dụ như mình không có nghèo đúng không nhưng mà hả hay là mình chưa nghèo thì coi như là tai họa nó cũng đến làm cho trao đảo cái sự nghiệp của mình khi con người mình hết phước nó số phận mà nó đi theo cái chữ phước chứ không có gì nó đơn giản ở trên mình tạo phước là mình có tiền xài coi như là hả có nhà có cửa có tất cả trên trần gian hết mà hả coi như là ai cũng cố gắng làm đúng không các bạn làm ngày làm đêm làm coi như hả ra công sức mà làm gần uh, cũng như là mất uh, mất ăn mất ngủ luôn quên ăn quên ngủ luôn mà cuối cùng cũng đâu có được đâu đúng không các bạn không có được cái gì hết luôn khi đã hết phước rồi còn tại sao cái người mà người ta làm chơi chơi người ta quẹt có hai ba chữ à mà người ta kiếm tỷ hay tỷ đúng không các bạn đó là do tại vì người ta biết làm việc phước đức Nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ nó quay lại coi như là hả Những cái phước đức đó là được hưởng đúng không các bạn nó Đầu óc quá muốn nghĩ hơn người Thì trời Phật lại sao nè Lại coi như là hả Giống như là hả cho mình khổ đau thua người trở lại Nó lạ lắm Các bạn để ý đi Ví dụ như á, mấy mấy đứa trẻ này ha, Tiếp già để ý nè để ý từ hồi nhỏ tới lớn mấy chục năm nay luôn ví dụ như cái đứa trẻ nào á mà giống như là hả cha mẹ mà à, được cưng chiều này kia cái nọ rồi cái những cái đứa trẻ mồ côi cơ nhở à, hoặc là những đứa trẻ mà hả con riêng rồi đó các bạn thì coi như là hả mình đứa trẻ mà con ruột hay gì tự nhiên cái thương dễ sợ cái coi như hành hạ đứa con lẻ con riêng cuối cùng khi lớn lên rồi là gậy ông nó cũng đập lưng ông mà rồi cái con những đứa được hành hạ những đứa mà bị hành hạ đó thì lại coi như là làm những việc phước thiện nó lạ lùng quá các bạn kỳ này là linh căng xuống thế rất là nhiều nha trẻ em mình đừng bao giờ mà mình sĩ vả trẻ em hoặc là những cái người mà người ta tu tập hay gì á mình vô tình mình sĩ vả là mình mất phước đó các bạn tiết già nói thật luôn á chứ không phải là tiết già nói để hù dọ các bạn đâu nó nghinh ngang tàn bạo thì hậu quả nặng nề khó lường trong tương lai tại vì mình nghinh ngang tàn bạo là cái phước mình đã mất rồi mà các bạn biết không nghinh ngang tàn bạo á lái xe cũng cà nghinh cà bật rồi là hả cái giao thông người ta rất là cẩn thận mà hả mình hả lái xe cà ngang tàn như vậy hỏi các bạn hả giao thông rồi coi như một khi mà đã hết phước rồi cái nghiệp nó tới là nó xô mình liền à lạ lùng cho nên mình nó muốn giàu thì mình phải giữ từng bước từng bước, từng hành động, từng cử chỉ của mình, đừng bao giờ hại ai hết, đừng bao giờ hơn thua với ai hết, là tự nhiên là mình giàu thôi. Ai mình cũng muốn người ta tốt đẹp, ai mình cũng muốn người ta giàu, à, ai người ta mình cũng muốn trời ơi, nhìn thấy có sức khỏe ghê mừng quá hang đó chứ đừng như tự nhiên ghét người ta cái có nhiều người trời ơi nhịn chị đó giờ cái mặt xanh xanh sao chắc có bệnh gì hay gì trời tự nhiên bác sĩ người ta chưa khám mà mình ghét người ta cái tự nhiên nói vậy tiết già gặp à, mấy người vậy tiết già cũng mắc cười luôn mà đâu có dám nói xem vô tiết già không có nhiều chuyện ai làm gì làm nói vậy làm chi làm sao mình biết tự nhiên mình ghét người ta cái bắt đầu mình môi móc mình hả tất cả những gì các bạn thấy không thay cái thời gian mình niệm phật đi là mình hả được có hả phước báo là mình có tiền có tài có vật chất trên trần gian bởi vì hả nói thẳng với các bạn rằng cũng có một số người người ta giống như hơn thua thôi người ta chưa có hiểu thôi thì tiết già chia sẻ và mong muốn các anh chị em á cũng như là mình hả bỏ bớt những gì mà hơn thua đi để mình được cái phước báo tự gì hả cái phước báo của mình nó thay đổi cái số phận mình lẻ lắm nhiều khi trong một vòng một tuần hai tuần là các bạn biết cái số phận của mình nó khác hẳn luôn ví dụ như đơn giản gì nè mình lấy chồng giàu đúng không các bạn đang lái xe hơi cái tự nhiên nè cái hai chồng gây lộn nhau tại chồng mình nó mua xe hơi cho mình rồi hả mình đâu phải là chủ quyền chiếc xe đó cái hai chồng gây lộn nhau cái giận hờn bỏ đi ra ly dị cái phải hả xe về chồng không rồi mình ra đi cái mình đạp xe đạp đó các bạn thấy rõ ràng không? Cứ phải số phận nó thay đổi con người Hết phước là nó thay đổi cái sự coi như theo cái chiều hướng Mà gọi là hả hết phước Còn nếu như có phước thì nó thay đổi theo cái chiều hướng có phước Nó tiếng già nghiên cứu rất là rất là rõ luôn Nhiều khi mình nghĩ rằng trời ơi tôi hả đang làm ăn nha Khấm khá như thế này mà làm gì có chuyện đó Rồi rồi cái ha lép bép lép bép chửi 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 làm sao cái nó vô hộp cái nó vô ngục tù ở hả các bạn còn làm ăn gì nữa không trời nó đủ kiểu trên trần gian này hết luôn á các bạn giống như hả những cái à, người mà muốn giàu hơn thiên hạ làm bá chủ các bạn thấy không là coi như hả là trời phạt khổ liền luôn mình muốn làm bá chủ là ngược lại mình làm gì nè mình đi kiếm chỗ mà đi trốn luôn giống như cái ông mà bù tin vậy các bạn thấy không làm chi mà tanh bành như vậy rồi nó tùm lum rồi nó khổ đó các bạn thấy không nó mình đơn giản thôi mình sống trên mặt trần gian này mình cứ bình thản tạo phước để sống mà không biết làm sao nhiều khi hả ngồi trên cái ghế rất là cao rồi mà cũng muốn cao hơn nữa đó các bạn thấy tức dễ sợ không nhiều người như vậy tiếp già chia sẻ là coi như là hả không phải phán xét ai hết mà muốn rằng dạch rõ tất cả những gì trên trần gian để cho các bạn có những cái đường tu tập của các bạn nó dẫn đường tu tại mình thấy như vậy mình vui quá chứ sao đúng không các bạn ai biểu hơn thua rồi khổ chi gán chịu chứ giờ mình biết sao rồi mình biết sao mình cứu nổi cả một cái bầu trời một cái một cái coi như cái cõi trần này ai cứu cho nổi đúng không các bạn đó cho nên mình nhìn thấy như vậy là coi như là mình hiểu rõ cái luật nhân quả trên trần gian thì cái con đường tu mình mới vững. Đó cái ý của tiết già chia sẻ là mong muốn rằng các bạn ha phải vững tâm cái đường tu để các bạn có một cái cuộc đời sung sướng hạnh phúc, không có suy nghĩ gì hết luôn á là các bạn có đầy đủ hết tất cả hết luôn tiết giạc uh, xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng được hạnh phúc vui vẻ và hả được phước đức để hả thay đổi theo cái chiều hướng giàu sang phú quý video tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo